có 4 vấn đề chính được các đại biểu đưa ra thảo luận, đó là những định hướng trong đổi mới và hiện đại hóa sách giáo khoa phổ thông, xây dựng phát triển sử dụng sách giáo khoa và học liệu điện tử, xây dựng phát triển mô hình sách giáo khoa mới và hiện đại, đánh giá và sử dụng sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông hiện đại nhằm nghiên cứu và phát triển sách giáo khoa phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Theo đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 sẽ tiếp cận theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, đổi mới đánh giá kết quả giáo dục theo yêu cầu phát triển năng lực, điều chỉnh hài hòa cân đối giữa dạy chữ và dạy người và từng bước dạy nghề, nội dung giáo dục mang tính cơ bản, hiện đại, thực tiễn, giúp hình thành và phát triển các năng lực học tập và phẩm chất học sinh.